Hello mọi người, đã đến với Mỹ đi linh tinh thôi vườn lót. Ông chủ, ông cho mình mướn cái phòng này nè. Bây giờ mình phải sơn lại. Mỹ sẽ gắn cái khóa chỗ này. Ok mọi người, đã đóng cái khóa rồi. Bây giờ mình có cái bát này để mình đóng cái phía sau nha. Mình mới đóng cái này vào, mình sẽ đóng một cái vô chỗ này nữa. Đóng cái này không vừa, hơi keo một tí. Vậy cũng được mọi người. Phía sau này ông chủ ông nói là ông cho mình trồng hoa hay trồng gì cũng được. Mình nghĩ là cũng tốt mà. Mỹ sơn xong rồi. Bây giờ Mỹ sẽ lấy cái mấy cái máng này ra. Rồi bà rồi thay cái máng mới. Mỹ bỏ cái ngói lên rồi. Trời đang mưa. Hôm nay Mỹ và ông chủ sẽ đóng một cái miếng lưới sắt vào. Mỹ đã đóng cái lưới xong rồi. Bây giờ Mỹ qua ông chủ sẽ bỏ cái máng này lên để cho nước nó chảy. Mới gắn cái máng lên mọi người ơi. Ok. Mỹ sẽ sơn miếng gỗ này nhé. Miếng gỗ này ngày hôm qua Mỹ làm đỡ bỏ mấy cái chậu lên á. Mỹ sẽ đỡ khô khoảng 15 phút rồi Mỹ sẽ sơn ở bên kia. Mỹ sơn xong rồi mọi người. Mỹ sẽ đỡ khô rồi à. Rồi bỏ mấy cái chậu lên. Ok. Hello mọi người. Hôm nay Mỹ sẽ làm cái nền mới nhé. Mỹ đã ráp xong cái nền rồi mọi người ơi. Bây giờ Mỹ sẽ bỏ cái miếng lót ở trên để cho mưa nó khỏi ướt. Mỹ sẽ kết thúc video tại đây ạ. Hẹn gặp lại những video mới.